Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Tiến Vũ Audio. Người ta nói thì nghề chơi cũng lắm công phu mà. Nên là để lựa chọn một cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái nhu cầu ca hát và giải trí tại nhà của mình thì thật ra cũng rất là nhiều rất là nhiều công, và cũng có thể cần được cái sự nghiên cứu rất là chỉn chu mới được. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề gọi là cách lựa chọn các sản phẩm như là âm ly nè, cục đẩy nè, vang số hay là vang cơ, làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu và đúng với nhu cầu của mình đó, để mọi người cùng nhau mà mình tham khảo rồi mình trao đổi với nhau để thật ra là mình để nâng cao trình độ và mình hiểu rõ hơn ở cái ngành này để mình có thể lựa chọn sản phẩm cho nó phù hợp với nhu cầu. Bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về âm ly. Âm ly là một cái sản phẩm rất là truyền thống, thật ra có mặt rất là lâu đời tại thị trường Việt Nam rồi. Thì cái âm ly như thế này nó sẽ cấu thành từ hai thành phần nha. Một thành phần là cái phần công suất. Phần công suất là để cung cấp công suất cho loa đó, để cho loa phát ra tiếng á. Rồi cái phần thứ hai là cái phần mixer, những cái phần effect này để điều chỉnh nha. Để mình căn chỉnh cho tiếng mix, tiếng nhạc làm sao cho nó hay, cho nó phù hợp với nhu cầu của mình. Ưu điểm của âm ly là gì? Đầu tiên á, âm ly, một cái âm ly như thế này thì có giá thành đầu tư nói chung rất là phù hợp. Nó sẽ có giá từ 7 triệu cho đến tầm 12 triệu trở lại thôi là bạn đó có một cái âm ly rồi. Giá thành đầu tư như thế thì rất là phù hợp, rất là dễ đầu tư và mọi người cũng rất là dễ để căn chỉnh. Vì sao mình nói là dễ căn chỉnh? Đây mọi người, cho mọi người thấy đây. Thì thật ra những cái âm ly như thế này á thì nó có các phím chức năng, núm vặn chức năng trên này á. Mỗi cái núm này đều có một cái chức năng cố định nên mọi người có thể tìm hiểu rồi mọi người nắm được là mỗi núm nó sẽ có những chức năng gì á, là mọi người có thể tự tìm hiểu và mọi người tự chỉnh nó ở nhà luôn, không cần phải một kỹ thuật viên nào cả, tự mình đều chỉnh được rồi. Đó là cái ưu điểm của nó. Còn cái hướng dẫn sử dụng âm ly ấy, thật ra âm ly nào nó cũng tương tự như nhau thôi. Thì cái phần hướng dẫn âm ly này á, thì để mình ghim cái video ở phía bên dưới phần mô tả để mọi người xem, mọi người có thể nắm được cái phần các tính năng của âm ly để mọi người chỉnh phù hợp ở nhà nhá. Link mình kèm mình sẽ để bên dưới. Về nhược điểm của âm ly thì cũng có rất là nhiều. Âm ly bởi vì nó làm cái mạch truyền thống á nên là nó sẽ không có một cái số, không được tích hợp một số tính năng mới như bây giờ. Đầu tiên á, nó sẽ không có chống hú. Âm ly không có chống hú nha. Mọi người muốn cắt hú mọi người phải giảm cái chép đi một xíu, hoặc là mọi người giảm cái độ lớn của tiếng mic á đi một xíu thì nó sẽ đỡ hú hơn. Thứ hai là nó không có reverb để cho nó trợ cái tiếng giọng của mình cho nó tốt hơn. Thứ ba nữa là nó không có các cổng kết nối hiện đại như bây giờ, như là các cổng như optical để cắm lên TV nè. Rồi nó chỉ, thật ra nó chỉ xài AV thôi. Đó, rồi nó sẽ không có các cổng cắm ra loa như speakcon này kia. Ngoài ra công suất của âm ly nó cũng thường khá là thấp, không có cao, nó chỉ đánh cho những cặp loa bass từ 25 bass 25 trở xuống thôi. Chứ còn cặp bass 30 thì thường mọi người không nên xài âm ly. Đương nhiên là mình nói đây là những dòng âm ly truyền thống nha. Còn những dòng âm ly mà đời mới như mình đang có chiếc Navision No 206 ở đây á, thì thực tế là dù là một cái thương hiệu đến từ Việt Nam nhưng mà cái âm ly này họ cũng đã tích hợp rất là nhiều các công nghệ mới vô đây rồi nên nó rất là khá là ổn. Đây nó cũng có chức năng chống hú nè. Rồi nó cũng có reverb luôn. Đây, có reverb luôn đây. Rồi phía sau này thì họ cũng có tích hợp luôn cho mình cổng optical nè, cổng coaxial nè, rồi speakcon ra loa luôn. Thì thực tế vậy, vậy nên lý do tại sao mà thật ra nếu mà mọi người khách hàng đến Thiên Vũ rồi thì mọi người sẽ thấy là Thiên Vũ rất là ít khi bán âm ly. Dòng âm ly duy nhất mà mình bán là dòng âm ly Navision này, bởi vì thực tế là họ đã có những cái nâng cấp rất là tốt dành cho phía khách hàng rồi, mà giá thành cũng tương đối phù hợp nên là bên mình quyết định bán cái dòng âm ly này. Đó. Vậy thì khách hàng nào nên lựa chọn âm ly cho dòng sản phẩm của mình? Đầu tiên là những khách hàng mà có chi phí đầu tư từ 20 triệu trở xuống. Thứ hai là những khách hàng mà muốn có một cái sự tùy biến trong cái cách sử dụng của mình. Kiểu như là mỗi bài mỗi chỉnh á. Bài này thì mình thích tăng bass thêm một xíu, rồi bài này thì mình thích giảm chép đi một xíu, rồi mình có thể tùy chỉnh trong giọng hát. Chẳng hạn những bài này mình muốn tiếng trầm mình nhiều hơn, hoặc bài này mình muốn tiếng chép nhiều hơn, thì cái âm ly nó sẽ đáp ứng được cho các bạn điều đó nha. Âm ly nó những cái phím chức năng này nó cố định hết trơn á, thì mình cứ tìm hiểu một thời gian là mình nắm được là mình
có thể điều chỉnh tùy biến theo ý của mình thôi. Rồi, tiếp đến là phần lựa chọn vang cơ. Hay thời gian gần đây á, người ta có ra thị trường nhiều cái loại mà vang số lai cơ á. Thật ra mà vang cơ hay là vang số lai cơ thì nó cũng giống nhau thôi mọi người ơi. Vang số lai cơ nó chỉ khác một xíu á, là nó bổ sung thêm cái phần chip DSP trong này để cho cái nhạc nó hay hơn một xíu. Thật ra chip DSP là gì? Chip DSP là một cái phần, nó là một con chip để nó căn chỉnh lại tiếng nhạc, rồi tiếng micro này kia để cho cái giọng hát rồi cái tiếng nhạc của mình nó tốt hơn thôi, chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà chip DSP thì cũng có loại này loại kia, nên là không phải cứ cái vang số lai cơ nào mà nó cũng hay đâu mọi người. Không phải cứ cho chip DSP vô là hay đâu, nó còn tùy thuộc vào cái chip đó nó có tốt hay không nữa. Về mặt tiền cơ bản của cái phần vang cơ thì cũng như mọi người thấy thôi, thì nó cũng tương tự như cái Ampli. Mỗi phím đều có một chức năng và chức năng đó là cố định, nên cái phần mà ưu điểm của nó thì đó, như mọi người thấy ấy, có nghĩa là dễ, rất là dễ nắm bắt, rất là dễ sử dụng. Mọi người có thể sự tùy biến sử dụng tại nhà, nghiên cứu một xíu là mọi người biết được tính năng của nó là mọi người cứ chỉnh thôi, chứ không có gì khó hết trơn á. Bài nào thích nghe bass nhiều quá thì cứ chỉnh lên bass nhiều, bài nào thích chép nhiều thì chỉnh chép nhiều, và chỉnh ngay trực tiếp tại chỗ đó luôn, chứ cũng không phải là mở máy tính lên hay làm gì hết trơn cầu kỳ phức tạp. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của những cái sòng vang cơ như thế này á, đầu tiên như mình đang có nói cái con này đi ha, cái con mình cứ ví dụ thẳng cho cái con Jaguar S1000 này đi. Cái nhược điểm chí mạng đầu tiên của nó là chi phí đầu tư của nó cũng khá cao chứ không rẻ. Chi phí đầu tư của cái con vang cơ như thế này mà cũng phải từ 5 triệu rưỡi đến 6 triệu thì nó cũng xem giá tiền con vang số rồi. Không rẻ hề rẻ đâu mọi người. Nhưng mà đương nhiên là do chất lượng linh kiện với coi các tính năng của nó phải tốt như thế nào thì nó mới có giá như thế này. Thì mọi người có thể đến Thiên Vũ để trải nghiệm xem chất lượng linh kiện con này với các tính năng của nó có tốt không ha. Thì để mọi người đánh giá. Cái nhược điểm thứ hai của con này á, theo mình thấy á, tương tự như Ampli thôi, là các phím này ai cũng có thể vặn được hết trơn á, nên là rất là dễ bị vọc. Nó tương tự Ampli nha. Thì nếu mà ai mà có đang xài Ampli hoặc là vang cơ tại nhà thì mọi người đều hiểu được cái nỗi khổ này. Là khách, dụ như mình mời bạn bè đến á, là bạn bè cũng vô chỉnh tùm lum trong này hết trơn. Rồi con nít vô nó cũng vặn tùm lum trong này. Vặn một hồi một cái là những cái cấu hình mình thích á, những cấu hình mình hay xài á, là nó mất tiêu hết trơn. Chỉnh lại rất là mất thời gian. Nên thường có cái mẹo nhỏ này á, là khách hàng mình hay có á, là mọi người lấy cái bút dạ, mọi người chấm vô, mình ngồi tô lên chỗ này nè, mình chấm tô lên chỗ này á, để mình biết á, thường là mọi người hay vặn đến đâu á. Cái mẹo nhỏ đó là khách hàng chia sẻ cho mình thôi, là hay chấm vô đây một cái, rồi ví dụ như cái này ví dụ đến 3 giờ thì mình chấm đến 3 giờ, thế là mình nhớ lại hết những cái đó. Còn đương nhiên nếu mà hiện đại bây giờ nữa thì mọi người có thể chụp hình lại cho dễ. Rồi vậy thì khách hàng nào á thì nên đầu tư một cái con vang cơ như thế này. Đầu tiên á, là với những khách hàng mà đã có sẵn một bộ nghe nhạc nha. Đã có sẵn một bộ nghe nhạc mà mọi người nghe nhiều á, mọi người ít hát á, thì mọi người nên đầu tư một con vang cơ. Nó rất đơn giản, dễ xài, dễ sử dụng. Rồi thêm cái micro nữa là mọi người có thể chuyển cái dàn nghe nhạc thành cái dàn karaoke rồi. Đương nhiên là chỉ hát cho vui thôi. Bởi vì thực tế là loa nghe nhạc mà hát karaoke thì nó chỉ ở mức độ khoảng 50% thôi, chứ còn nó không chuyên nên là nó sẽ khó mà như cái bộ dàn karaoke được. Đó, thứ hai nữa là những khách hàng nào mà thích cái sự tùy biến á, như Ampli thôi, có nghĩa là thích chỉnh sao chỉnh, đang hát mà không thấy hay chỉnh lại cũng được luôn. Đó, nó rất là nhanh, nó phải xử lý tại chỗ luôn, nó không phải lâu mất thời gian. Thứ ba nữa những khách hàng nào đầu tư bộ dàn karaoke mà muốn đầu tư con vang cơ này á, là sẽ có những khách hàng phù hợp là những khách hàng nào mà nghe nhạc nhiều hơn karaoke nha. Có là đầu tư một bộ dàn ra, vẫn là loa karaoke, vẫn là Ampli lần kia, vẫn là vang này kia, nhưng mọi người thích nghe nhạc nhiều hơn, thì những cái con như thế này nó sẽ cho ra chất nhạc tốt hơn. Rất là phù hợp cho những cái khách mà thích nghe nhạc nhiều hơn nha. Rồi tiếp đến là vang số. Thì nếu mọi người có tìm hiểu về cái ngành karaoke của mình thì chắc chắn mọi người sẽ nghe qua cái thuật ngữ gọi là vang số rồi. Thì mọi người có tự hỏi là vang số là gì không? Thật ra vang số nó là một cái thiết bị gọi là all in one á, nó gọi là thiết bị tất cả trong một. Nó sẽ bao gồm là mixer này, regressor này, equalizer này, rồi compressor này, rồi effector, nói chung rất nhiều thiết bị,
rất nhiều các thiết bị rời khác nó dồn chung vào con này. Nhưng mà đương nhiên nó sẽ không chi tiết được như các thiết bị như mình vừa liệt kê. Nó chỉ lấy một số cái tính năng mà nó phù hợp cho phần karaoke hay là KTV ở bên Trung Quốc á, quán karaoke á, để nó tích hợp vào đây thôi. Nó chỉ lấy một số tính năng cần thiết để nó đưa vào đây. Đó, thì nó thành một cái vang số như thế này. Và cái thiết bị vang số như thế này á, thật ra là nó chỉ phục vụ cho cái thị trường châu Á thôi. Đó, thì chứ còn thị trường bên, nên là rất là nhiều khách hàng bên Mỹ rồi bên châu Âu á hay hỏi mình á là tại sao cái vang số nó là cái gì mà tại sao anh tìm mua bên đó không có. Thì em xin trả lời anh luôn là vang số thiệt ra là nó là một thiết bị nó chỉ dành cho thị trường châu Á thôi và phục vụ cho thị trường châu Á thôi. Mà thật ra là chủ yếu là chỉ có Việt Nam với Trung Quốc thôi. Nên là thực tế là nếu mà mọi người đã mua vang số là mọi người xác định luôn á là hầu hết 100% các dòng vang số đều có xuất xứ từ Trung Quốc hết trơn hết. Nên là mọi người đừng có hỏi mình là tìm cái con vang số nào mà xuất xứ tại Mỹ hoặc châu Âu nha. Không có đâu mọi người ơi. Ngay cả cái con vang số đây, cái vang số mà bên mình bán rất là nhiều trong suốt cái những năm gần đây là cái con KS180, sau này là KS180A ấy. Thì con này thực tế là một sản phẩm chính hãng của JBL, của tập đoàn Hartmann luôn. Nhưng nó chỉ dành cho thị trường châu Á nha. Thị trường châu Âu và thị trường Mỹ người ta không có xài con này. Đó, thì mọi người lưu ý giùm mình ha. Kể cả JBL cũng là sản phẩm dành riêng cho châu Á thôi. Thế thì ưu điểm của cái khi mà mọi người xài cái dòng vang số này là gì? Đầu tiên là tiện lợi, nhanh gọn. Nói chung mọi người khi đầu tư vang số là mọi người cần thiết bật lên là xài luôn. Tất cả những cái việc cân chỉnh, những cái việc setup, những cái việc chỉnh gì hết á là dành cho kỹ thuật viên và cái bên bán cho mọi người á. Đó. Mọi người không cần quan tâm đến là nó như thế nào ra làm sao. Mọi người chỉ quan tâm là lúc nào cần xài, mở lên xài thôi, kỹ thuật viên đến setup cho mọi người đã lưu hết cấu hình lại rồi. Lúc cần xài chỉ mở lên xài, thông số sẽ không bị sai lệch đi. Nó không sợ ai bị vặn này vô này kia hết trơn á. Lỡ đâu có người nào vặn vô thì mọi người cứ tắt đi mở lại là nó về cấu hình ban đầu. Đó, mọi người yên tâm ha, xài vang số là như vậy. Thứ hai là vang số nó sẽ được cân chỉnh một cách rất là tối ưu cho cái bộ dàn của mình rồi. Chẳng hạn như mình xài dàn như thế nào, rồi loa như thế nào, có sub hay không sub, micro như thế nào thì kỹ thuật viên sẽ dựa trên các thông tin đó và kỹ thuật viên sẽ setup cho mình. Nên là thông số nó, cái sản phẩm nó sẽ rất là tối ưu, chứ nó không có, mình không cần quan tâm đến nó nữa. Thế nên là nhiều khi kỹ thuật tin vũ á, mà có setup từ xa cho các khách nước ngoài á, là cũng hỏi rất là kỹ khách hàng đang xài loa gì, mic gì, rồi có xài sub hay không để setup cho nó chính xác nhất có thể. Rồi, thêm vào đó khi mà mọi người xài vang số thì 100% nó sẽ không hú nha mọi người. Vang số nó xử lý được hết và nó sẽ không bao giờ hú 100%. Nếu mà mọi người đã xài đến vang số rồi mà bộ dàn mình còn hú thì mọi người cứ bắt đền cái ông bán với cái ông setup cho mình á. Đương nhiên mình đang nói ở đây là cách hú theo cái kiểu rất là nó không bị cực đoan nha. Vì có những khách là cách hú mà muốn thế này, cầm mic dày mà đưa dày mà không hú á, hoặc là cầm tay mic dày mà không hú á, thì những cái cách mic như thế á, thì cái giải EQ nó bị nát hết trơn rồi, nó sẽ không còn hay nữa mọi người ơi. Rồi, về phần nhược điểm thì những cái vang số như thế này, đầu tiên nhược điểm của nó là giá thành đầu tư sẽ cao. Một cái vang số mà cơ bản như bên Thiên Vũ hay bán thì nó có giá tầm 3.9 triệu á. Là một cái vang số cơ bản, đương nhiên thì các chức năng của nó thì nó cũng ở mức độ trung bình thôi và linh kiện nó là mức độ vừa phải thôi, thì nên là nó cũng chưa tốt lắm. Nếu mà mọi người muốn một cái vang số mà xài ok rồi nó ở mức độ trung bình xài được á thì mọi người phải đầu tư một cái vang số tầm từ 6.5 triệu trở lên mới ok được. Đó, nhược điểm thứ hai của vang số như mọi người thấy đây là không, cái khả năng tùy chỉnh không có cao. Chủ yếu thì mọi người chỉ có tăng giảm âm lượng được micro nè, rồi music nè, rồi effect thôi. Đó, còn lại không chỉnh được gì nhiều. Còn mà mọi người muốn chỉnh bên trong này á, thì thật ra cái thao tác tay của nó hơi phức tạp một xíu. Thì không phải ai cũng bấm được cái này. Chủ yếu nhưng mà cũng nó cũng ít thôi. Chủ yếu thì mọi người muốn xếp con vang số này thì mọi người cũng phải cắm máy tính vô đây rồi mọi người setup trên phần mềm thôi. Thì đương nhiên vang số setup trên phần mềm thì nó sẽ tối ưu rồi đó. Nhưng mà đương nhiên cái vang số này thêm một bất cập nữa là nếu mà mọi người mà chỉnh không có đúng á
thì thật ra nó sẽ dở ra chứ nó không hay hơn đâu. Đó, nên là mình thường hay tư vấn khách như vậy này. Có nghĩa là giá thành, ví dụ như mọi người cứ ví dụ như là cái giá thành đầu tư của một cái van số là 100 đi, thì thật ra 50% đó nó đến từ giá tiền khi mua van số, và 50% còn lại đến từ kỹ thuật setup. Một cái van số hay chỉ khi mà nó setup đúng thôi, còn nếu mà mình setup sai thì van số nó cũng dở đi thôi mọi người ơi. Thật ra dàn karaoke cũng vậy thôi, dàn bộ não của bộ dàn karaoke là chính là cái van số mà. Nếu mà mình chỉnh sai thì coi như cái bộ dàn của mình nó dở luôn đi. Đó, thì mọi người lưu ý dùm mình ha. Vậy thì những khách hàng nào nên sử dụng cái con van số này? Đầu tiên là những khách hàng mà cần sự tiện lợi, nhanh chóng, không có muốn tìm hiểu nhiều về cái karaoke hay là muốn tìm hiểu nhiều về cái chỉnh như thế này, bắt chép hay gì hết trơn á. Mọi người chỉ muốn là mở lên và xài thôi, thì mọi người nên xài van số. Thì van số thì nó có cài đặt cấu hình setup lưu hết trơn rồi, thì kỹ thuật viên đến chỉnh rồi, mọi người test thấy ok này kia rồi, mọi người lưu cấu hình lại rồi là xong. Khi nào cần xài thì mở lên xài thôi. Đó, rất là đơn giản, rất là nhanh chóng. Rồi thứ hai nữa là những khách hàng nào mà muốn nâng cấp từ những bộ dàn karaoke truyền thống ngày xưa mà xài âm ly á, thì mọi người nên lựa chọn van số. Thì cái van số này nó mới gọi là nó mới nâng cấp được nhiều cái tức những cái tính năng. Chứ còn mọi người mà đang sử dụng một cái bàn karaoke, cái bộ dàn karaoke gia đình nhà nhà á, mà mọi người đang xài âm ly rồi, thì mọi người đừng nên đầu tư thêm van cơ nhé, hay kể cả là cái van số lai cơ, mọi người đừng đầu tư cái đó nha. Mọi người nên đầu tư lên con van số luôn, thì cái sự chênh lệch nó mới nhiều được, thì mọi người mới cảm nhận được là số tiền mình bỏ ra nó có sự khác biệt. Chứ còn mà mọi người đang xài âm ly, mọi người thêm cái van cơ vô, thật ra nó chỉ cải thiện một xíu thôi, tầm 7-10 hoặc 8-10 thôi, chứ nó không lên được nhiều đâu ha. Bộ dàn karaoke gia đình đang xài âm ly, mọi người muốn đầu tư thêm, muốn nâng cấp hay hơn thì mọi người xài van số giúp mình. Đó, mọi người lưu ý giùm mình ha. Rồi, cái món đồ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ là cái phần manpower, hay cái gọi nôm na theo Việt Nam mình hay gọi á, là cục đẩy công suất á. Rồi, cục đẩy công suất thì những cái cục đẩy như thế này thì nó có nhiệm vụ gì? Thì mọi người cứ hiểu nôm na là những cục đẩy công suất như này là nó cung cấp công suất cho loa để loa phát ra tiếng. Một cái loa bình thường như những cái loa sau lưng mình đây, tự thân nó sẽ không phát ra tiếng được, mà nó cần phải có phần công suất để phết đại lên để đưa ra loa nó mới ra tiếng được. Nên cái cục này nó sẽ làm nhiệm vụ đó. Đó. Một số cái loa thị trường á, thì nó sẽ tích hợp luôn cái cục này vô trong loa luôn, nó gọi là loa active hay là loa chủ động á. Đó, thì lúc đó những cái loa đó thì nó sẽ mở được tiếng luôn. Còn những cái loa truyền thống karaoke như thế này thì sẽ không phát ra tiếng được nhé mọi người. Vậy thì câu hỏi đặt ra là mình nên lựa chọn cục đẩy công suất nào cho nó phù hợp với bộ dàn karaoke gia đình. Bình thường trên thị trường á, thì nó sẽ có hai dạng cục đẩy. Cục đẩy nguồn xuyến với cục đẩy nguồn sung. Cục đẩy nguồn xuyến tức là sao? Nguồn xuyến tức là người ta dùng cái nguồn của nó thành một cái tụ đồng á, một cái cuộn đồng á. Nên thường á, những cái mọi người để ý nha, những cái cục đẩy mà nguồn xuyến á, đầu tiên là nó có trọng lượng rất là nặng, như là cái dòng Crown XLI 2500 của mình đang có đây. Ây da, cực kỳ nặng luôn. Thứ hai nữa là trên cái mặt của nó nè, thường là nó sẽ có cái cục ốc như vậy nè. Đó. Hoặc là dưới đít cũng có. Có những dòng thì nó ở dưới đít, thì có những dòng ở trên mặt này luôn. Thì nó sẽ có những ốc. Cái ốc này thật ra là cái ốc cố định cái cục xuyến á, cho nó đỡ dịch qua dịch lại á. Đó, thì mọi người cứ nhìn tổng quan là mọi người biết mọi người đang xài cục đẩy nguồn xuyến hay nguồn sung à. Còn cục đẩy nguồn sung nó sẽ không có gì hết. Và thường những cục đẩy nguồn sung á, nó sẽ rất là mỏng nhẹ. Đó, bê lên tầm 10kg này kia thì rất là nhẹ nhàng. Còn cục đẩy nguồn sung hay là nguồn xuyến tốt hơn á, không có thằng nào tốt hay là thằng nào dở cả. Cục đẩy nguồn xuyến như thế này á, ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là đánh những cái giải tiếng bass tốt hơn. Đó, còn những cục đẩy nguồn sung nó sẽ đánh cái tiếng mid và tiếng chép tốt hơn. Đó, thì gu của mọi người thích nghe như thế nào á, thì mọi người đầu tư cái cục đẩy như thế cho nó phù hợp. Còn về mặt công suất á, thì những mọi người đừng tưởng là cục đẩy cái công suất nguồn xuyến này công suất cao hơn nha. Nguồn sung cũng có những cái cục công suất rất là lớn, chẳng hạn như cái dòng đằng sau mình đây, cái dòng Power Shop đây. Nó 1200W một kênh luôn, nhân 4 kênh luôn. Nhưng mà kích thước của nó rất là nhỏ gọn mà mỏng nhẹ luôn.
Vì vậy thường thì những cái đẩy nguồn xuyến như thế này mình hay ghép với những cái loa mà loa bass 30 á. Loa bass 30 cần tiếng bass nhiều hơn một xíu á, cần bù lâu nhiều á thì mình sẽ xài những cục đẩy nguồn xuyến. Còn với những cục đẩy nguồn sung thì mình hay ghép với những cái loa nhỏ gọn như loa Echo 8 nè, những cái loa bass 25 trở xuống nhỏ nhỏ gọn gọn á thì mình sẽ ghép những cục đẩy nguồn sung. Thứ nhất là cho nó nhỏ gọn, nhẹ nhàng, thứ hai là đánh tiếng mid tiếng chép tốt hơn. Rồi, đây là cái sản phẩm cuối cùng. Chủ đề hôm nay hơi dài ha, mọi người cố gắng nghe theo dõi với mình đến cuối clip ha. Nói chung anh chơi cũng phải nghiên cứu một xíu để mình nắm rõ hơn các sản phẩm, rồi mình hiểu rõ hơn về nhu cầu của mình. Mình nắm hết rồi mình đầu tư một lần cho nó thích đáng. Chứ còn thật ra cái ngành âm thanh này á, mà đầu tư sai một cái á, nó uổng lắm mọi người ơi. Bán đi không có bán đi lỗ lắm. Thôi đùa vui vậy thôi. Mọi người tiếp tục với mình nha. Cái sản phẩm cuối cùng mà thường mới thời gian gần đây hay xuất hiện á, là những cái sản phẩm All in One này nè. Đó. Đầu tiên là cái dòng Boston Acoustic PA400 này ha. Cái dòng này là một cái dòng vang số liền công suất và liền luôn micro trong cùng một thiết bị. Thế nên là mọi người khi xài cái này thì mọi người rất là tiện. Mọi người chỉ cần một cái cục như thế này cộng một cặp loa là nó đã trở thành cái dàn karaoke rồi. Ưu điểm rất tiện lợi nha. Rồi, thứ hai nữa là những cái dòng vang số mà liền công suất trời như thế này thôi của nhà JBL. Là cái dòng mới ra đây, JBL Beyond 3 đây. Lần đầu tiên mình thấy cái dòng một cái thương hiệu JBL như thế này mà chịu làm cái amply tích hợp mà liền công suất mà liền vang số như thế này. Rất là tuyệt vời. Và cái mình bật mí nha, cái thằng này á, là nó xài chung phần mềm với kết 180 luôn. Nên là mình đang đoán là nó đang lấy nguyên một cái ruột của cái con kết 80, nó đưa vào con KVS 300 và nó đưa ra con này. Đó. Thì thực tế là các bạn kỹ thuật setup bạn test rồi thì các bạn thấy là nó xài chung và cái tiếng ra rất là ổn, rất là ok. Ưu điểm của những dòng này thì như mọi người thấy đó, rất là nhỏ, gọn, tiện lợi. Thì cái này mình chỉ cần tạt một cục này, nếu mà cục này thì thêm một cái micro nữa là xong rồi, không cần gì nhiều. Nhưng mà nhược điểm thì thực tế là những cái dòng này cũng có rất nhiều nhược điểm cho mọi người, chứ không phải không. Đầu tiên, các thiết bị All in One như thế này á, nó mà hư một cái gì trong đây là nó đi nguyên một bo luôn, nó đi dính liền luôn. Và thực tế ngày xưa mình có làm những cái dòng của Trung Quốc á, mình thử nghiệm những dòng của Trung Quốc á, coi như hư một cái là không sửa luôn mọi người. Hư một cái là bảo hành rất là lâu, mà thay bo rất là tốn tiền. Ví dụ như còn bảo hành không sao, mà hết bảo hành rồi là thu luôn. Đó. Nên những dòng này cũng có rất là nhiều cái bất tiện. Thứ hai nữa là khi mà mọi người dồn rất nhiều thiết bị vô trong một cái thùng như thế này á thì nó sẽ bị nóng. Xài thời gian bình thường thì không sao, mà xài thời gian dài nó sẽ bị nóng. Mà khi nóng nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện, ảnh hưởng qua cả phần mixer luôn. Đó. Thứ ba nữa là nhiều khi mà để tiết kiệm chi phí á thì nhà hãng tích hợp quá nhiều trong này á, nên là nhiều khi với giá thành chẳng hạn như con này đi, PA400 đi, giá thành có 12 triệu rưỡi thôi mà tích hợp đến 3 thiết bị trong này, nên là nhiều khi người ta đầu tư tiền vô cái phần micro rất là ok và phần đẩy rất là ok, nhưng cái phần vang số nó bị cắt giảm chi phí nhiều quá. Xài con này mình thấy nó không có mượt mà lắm. Chỉnh trên máy tính thì ok, nhưng mà cái phần cảm ứng ngoài này nè, mình thấy nó không mượt mà lắm. Thôi nói chung là 12 triệu rưỡi thì mình cũng 3 thiết bị như thế này thì mình cũng không có yêu cầu cao được. Đó. Thế nên là vì những dòng All in One này á, nó có khá là nhiều điểm bất lợi á, nên là nếu mà mọi người đầu tư á, mọi người muốn mua những dòng nhỏ gọn như thế này á, mọi người nên tìm đến những cái thương hiệu nổi tiếng như cái dòng JBL Beyond 3 này. Dù sao thì nó cũng là JBL à, nên là chất lượng nó vẫn còn tốt hơn, chất lượng nó vẫn được đảm bảo nhiều hơn. Ngoài ra nếu mà JBL mà nó hơi mắc tiền quá thì mọi người tìm kiếm những thương hiệu như Boston Acoustic này, thì nó được phân phối bởi một cái nhà phân phối rất là nổi tiếng, là nhà phân phối 3 sao, là nhà phân phối cho cái dòng JBL này luôn á. Thì dù sao thì mọi người cũng được bảo hành rất là đầy đủ và được sửa chữa qua các năm tiếp theo sau khi hết bảo hành. Thì dù sao nó vẫn an tâm hơn là mình xài những cái hàng mà All in One của Trung Quốc. Nhiều khi xài một năm xong hết bảo hành là coi như không sửa luôn. Rồi, vừa rồi mình vừa chia sẻ cho mọi người cái cách lựa chọn sản phẩm âm ly, rồi cục đẩy, vang số, vang cơ này kia. Làm như nói chung là các bộ đồ đánh á.
Thì thật ra chủ đề vừa rồi khá là dài nên mình nghĩ là mọi người cũng rất là nhiều câu hỏi mọi người muốn hỏi mình. Thì mọi người có thắc mắc gì mọi người cứ comment phía bên dưới nha, để mình trả lời, để mình hiểu được cái những cái thắc mắc, những cái khó khăn của mọi người trong cái phần mà đầu tư, quyết định để đầu tư bộ dàn á. Thì mọi người có thể comment phía dưới để mình có thể giải đáp thắc mắc, rồi chia sẻ kiến thức của mình biết, mình nắm để cho mọi người hiểu hơn. Rồi mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.